là fan của anh B Quý Thành và chị Okute thì bước ra đây. Bạn đã biết những gì về idol của mình nhỉ? Và bạn đã sẵn sàng lắng nghe những bí mật về chị Ốc, anh Thành hay chưa? Ngày hôm nay, chị Kính sẽ mang tới cho các bạn một chiếc video vô cùng thú vị về anh B Quý Thành và chị Okute nhé. Cùng nhấn like video và khám phá ngay thôi nào. Câu hỏi đầu tiên, bạn có biết anh B Quý Thành quê ở đâu không? Trước giờ chúng mình đã quá quen với các idol đến từ Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng anh B Quý Thành thì khác, anh đến từ huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai nha. Đây là một tỉnh thành thuộc biên giới phía Bắc nước ta đấy các bạn ạ. Là một người con của vùng đất Tây Bắc, nhưng anh ấy cũng rất tài giỏi và không kém cạnh các idol ở những thành phố lớn đâu. Hiện anh không chỉ là một YouTuber mà còn là một TikToker được rất nhiều khán giả yêu thích đấy. Bạn là fan của anh B Quý Thành bao lâu rồi nhỉ? Và bạn có biết năm nay anh ý bao nhiêu tuổi hay không? Chà chà, xem các video của anh Thành thì anh ý cực kỳ tinh nghịch, trẻ trung, năng động, giống như một chàng trai 18 đôi mươi. Ấy thế mà tuổi thật của anh đã là 30, ý lộn, 26 nha các bạn ơi. Anh sinh năm 1996, cầm tinh con chuột nên lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên như vậy đấy. Mà không phải chỉ vì cầm tinh con chuột nên anh ý như vậy đâu, mà còn vì anh ấy thuộc một cung hoàng đạo bá đạo nữa cơ. Bạn đoán anh Thành thuộc cung Nhân Mã hay cung Ma Kết? Cứng cả chục năm của anh B Quý Thành cũng không thể biết. Anh Thành sinh ngày 12 tháng 1 thuộc cung Ma Kết. Những chàng trai cung Ma Kết nổi tiếng bởi sự nhiệt tình, náo động, hoạt bát và cực kỳ thông minh, thường có số đào hoa và luôn gặp may mắn trong cuộc sống nữa. Ở đây có ai thuộc cung Ma Kết không nhỉ? Điểm danh đi, chị Kính cũng thuộc cung Ma Kết nè. Câu 4, hiện tại anh B Quý Thành và chị Ốc Cú Tê đang sinh sống và làm việc tại đâu nhỉ? Quê hương Vĩnh Phúc cùng với nhóm hài Gãy TV hay là thủ đô Hà Nội cùng với các idol YouTube đình đám? Và lớn lên tại Lào Cai, nhưng khi xây dựng sự nghiệp và đi theo con đường YouTuber của mình thì anh Thành đã chọn Vĩnh Phúc cùng chị Ốc để sinh sống. Vĩnh Phúc là một tỉnh thành khá gần Hà Nội, có nhóm hài Gãy TV nổi tiếng và khu du lịch Tam Đảo vô cùng xinh đẹp nha. Bật mí cho các bạn thì nhà của anh Thành và chị Ốc cũng chỉ cách Tam Đảo có 30 km mà thôi. Bạn nào có dịp đi Tam Đảo chơi thì nhớ ghé thăm idol B Quý Thành và Ốc Cú Tê nhé. Câu 5, quay trở lại với anh B Quý Thành và chị Ốc Cú Tê nào. Bạn có biết anh Thành có tên thật là gì hay không? Điểm cho bạn nào chọn đáp án B, Bùi Quang Thành nha. Chắc bạn phải là fan cứng, fan bê tông cốt thép từ tỷ tỷ năm trước mới có thể biết được tên thật của anh B Quý Thành đúng không? Nhưng đó là fan anh Thành thôi, chứ fan chị Ốc thì còn lâu mới biết tên thật của chị Ốc là gì nè. Không tin thì các bạn cứ thử lướt hết những bình luận trong video này xem, không có bình luận nào biết tên chị Ốc Cú Tê đâu mà. Ai muốn biết thì tham gia vào nhóm Zalo chị Kính và fan bằng đường link phía dưới phần mô tả, sau đó chị Kính sẽ nói cho biết nha. Còn bây giờ thì qua câu 6, chắc hẳn có rất nhiều bạn thắc mắc về mối quan hệ giữa anh B Quý Thành và chị Ốc đúng không? Đố bạn, anh Thành và chị Ốc là người yêu, bạn bè hay là anh em đấy? Ai biết chị Ốc với anh Thành là gì của nhau thì nhanh tay bình luận cho chị Kính và các bạn khác biết với. Chứ chị Kính thì là fan mềm nên cũng không biết hai anh chị ấy có phải là người yêu của nhau hay không nữa. Hay là trên tình bạn, dưới tình yêu như chị Xin và anh Ngô Đình Nam, chị Thảo và anh Nhật Dương nhở? Thật là khó đoán quá đi. Còn bạn thì sao? Bạn đoán hai anh chị ấy có mối quan hệ như thế nào? Hãy cùng bình luận ngay suy nghĩ của bạn xuống phía dưới video nha. Câu 7. Nhiều bạn cho rằng chị Ốc và chị Thơ Nguyễn giống nhau. Thế theo bạn, chị Ốc và chị Thơ Nguyễn ai dễ thương hơn? Chị Kính thấy rằng chị Thơ Nguyễn và chị Ốc đều đáng yêu và rất gần gũi với các bạn nhỏ như chúng mình. Nhưng mà dễ thương hơn thì chắc là chị Ốc rồi. Không chỉ dễ thương trong những video chơi game trên YouTube, mà ngay cả trong những video vlog đi chơi, ăn uống cùng anh B Quý Thành, chị Ốc cũng dễ thương lắm luôn nha. Bạn thấy chị Ốc có dễ thương hơn chị Thơ Nguyễn không nào? Rồi rồi, chúng mình cùng quay trở lại với anh B Quý Thành nào.
Nếu đã xem các video của anh Thành thì bạn chắc chắn phải biết anh Thành có tới 2 kênh YouTube là BQ Thành và BQ Thành TV. Đố bạn, kênh YouTube nào của anh Thành đã đạt nút vàng YouTube đấy? Anh Thành hiện đã sở hữu tới 1 nút vàng và 2 nút bạc YouTube rồi đó nha. Kênh BQ Thành đã có hơn 2 triệu subscribe và mang về chiếc nút vàng danh giá. Còn kênh BQ Thành TV thì mới có hơn 700.000 subscribe nên mới đạt nút bạc thôi nha. Các bạn nhanh tay đăng ký kênh BQ Thành TV để anh ấy sớm có thêm chiếc nút vàng thứ hai nha. Còn chị Ốc thì sao nhỏ? Đố bạn, kênh YouTube Ốc TV đã đạt nút vàng hay nút bạc YouTube đấy? Chị Ốc mới quay lại đăng tải video trên kênh Ốc TV được khoảng 1 tháng sau hơn 1 năm dừng hoạt động. Kênh của chị Ốc cũng nhanh chóng thu hút nhiều bạn nhỏ xem và subscribe kênh, và chị ấy đã đạt nút bạc YouTube rồi đấy các bạn ạ. Ở đây có bạn nào có ước mơ trở thành một YouTuber không nhỉ? Nhấn like video nếu bạn có cùng ước mơ nha. Câu 10, anh BQ Thành và chị Ốc, ai giàu hơn? BQ Thành giàu hơn chị Ốc rồi. Thu nhập bình quân mỗi tháng của anh Thành lên tới hàng trăm triệu đồng cơ mà. Uầy, nghe đến đây, có bạn nào quyết tâm học thật giỏi để sau này trở thành một YouTuber không? Hãy chia sẻ ước mơ của bạn cùng chị Kính bằng cách bình luận xuống phía dưới video hoặc tham gia nhóm Zalo chị Kính và Phan để trò chuyện và tâm sự cùng chị nhé. Vừa rồi là 10 câu hỏi khám phá về anh BQ Thành và chị Ốc Cú Tê. Bạn còn muốn chị khám phá về idol nào nữa nhỉ? Bình luận đi để chị đưa bạn và idol của bạn lên TV nhé. Còn video ngày hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Like và subscribe kênh chị Kính Đố Vui nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!